Mến chào anh chị và các bạn ha. Hôm nay bên em mới dọn xong một cái con xe rùa bánh xích trọng tải 750 kg. Con này thì bên thang bên đổ luôn nha anh chị nha. Con này bên thang bên đổ, bên ti hai ti rời rạc ha. Ở bên thang thì có ti riêng và bên đổ thì có ti riêng đó. Cần chia đây. Đây thì một cần ti thang, một tầng ti bên ha. Đó. Đang chạy máy dầu L60 vừa giật vừa đề nha anh chị nha. Đó, vừa giật vừa đề, máy bao rinh, bao nổ, bao đề cho anh chị luôn, bình đề đầy đủ ha. Về mình chỉ việc đổ dầu mình xài thôi, bình là bên em bao bình cho anh chị ha. Đó. Xe thì tình trạng cái này, những cái màu xanh, màu đỏ này là bên em sơn lại rồi ha, sơn mới rồi. Đây, sơn mới rồi. Đó, còn dàn chân là nước sơn nó còn sét rinh, em để vậy luôn. Em chưa có sơn ha. Đó, máy móc cầu số rinh. Chỉ sơn lại thôi nha anh chị nha. Đó. Xích thì con này thì còn khá là ok luôn. Đây, quay cận cảnh cho chị xem ha. Đó, xích rinh theo xe luôn, Beriton là xích rinh ha, theo xe luôn. Đó. Xích còn khá là ok luôn. Con này 750 kg nhưng mà cái xác nó rất là nhỏ ha, nó cực kỳ là nhỏ luôn, ngang nó chỉ có 65-70 thôi, dài tầm 1m, 1m1. Con này thuận tiện cho anh chị mua về đổ bê tông, vô móng nhà, dạng như những công trình mà gọi là ít mình làm thì cho nó tiện nha anh chị nhé. Chẳng hạn như mình bỏ xi bê tông vô đây, mình đổ vô trong đất, đổ móng nó cao quá thì mình bên thang lên xong mình đổ vô trong móng, mình khỏi bắt thang chạy lên đó vậy. Hoặc làm những cái công việc gì đó cao cao thì anh chị làm cảm thấy phù hợp thì làm ha. Đó, nó là trọng tải rất là lớn nhưng mà xác thì cực kỳ nhỏ, tại vì nó là chuyên chở hàng bê tông, hàng nặng. Còn như bên em có những cái con à, đó 800 kg nhưng mà cái xác rất là to. Đó, xác rất là to thôi. Đó, thì anh chị nào muốn xác to thì mua xác to, xác nhỏ thì mua xác nhỏ. Hàng này thì bên em bán có kèm tặng một cọng xích. Đây, xích bãi mới 99% luôn nha anh chị nha. Đó, em tặng cho anh chị thêm một cái cọng xích để xi cua ha. Xích này là xích rinh của bãi. Đó, xích rinh của Nhật ha, và mới 99% nha anh chị nha. Đây. Đó. Xích là tháo trong xe ra còn mới 99% ha. Đó, tặng kèm cho anh chị một cọng xích để xi cua. Đó, khi nào mình đứt thì mình thay vô một cọng ha. Đa số xích nó thường nó đứt một cọng, nó không đứt một cặp đâu nha anh chị nha. Đó, nên là mình mua về lỡ nó đứt một cọng thì mình thay vô một cọng. Sau này nó đứt một cọng nữa thì mình bỏ tiền ra mình mua. Rồi ok. Con này giá bán 30 mấy, gần 40 triệu nha. Chị nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0835585879. Địa chỉ em thị trấn Thành Mỹ, huyện Đô Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.